đây các bạn có thể thấy đây là một cái video test thực tế ở trên các cái van phao điện ở trên bồn nước trong mỗi gia đình À thì, thì các bạn thấy là trong video thì là đã dùng một cái bóng đèn 220 và chúng ta test thực tế ở trên hai đầu cực của cái van phao thì các bạn thấy là bóng đèn sáng trưng lên Như vậy rõ ràng là điện 220 nó được xông thẳng từ dưới lên trên cái van phao này Cực kỳ nguy hiểm Bởi vì sao? Bởi vì cái van phao này nó được để ngoài trời và nắng mưa nó sẽ chiếu trực tiếp vào Và sau một thời gian thì, thì cái lớp nhựa cách điện nó sẽ bị oải và vỡ ra và có khả năng sẽ dò điện ra hoặc cái dây điện mà nó kéo lên thì nó bị oải hoặc bị chuột cắn thì nó dò ra cái vỏ bồn inox cực kỳ nguy hiểm và thực tế đã có rất nhiều các vụ tai nạn chết người do dò điện ra cái bồn inox rất nguy hiểm luôn vậy có cái giải pháp nào để chúng ta có thể khắc phục cái hiện tượng này hay không thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm và với cái sản phẩm này các bạn yên tâm được rằng là điện 220 nó sẽ không xông thẳng trực tiếp lên cái van phao điện Và mình đảm bảo các bạn các bạn cứ sờ tay trực tiếp vào cái van phao điện đấy cũng không bao giờ bị giật cả Rồi ok chúng ta hãy cùng bắt đầu video Ok bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn về cái sơ đồ mà mọi người hay thường dùng Thì để kích hoạt cái máy bơm để bơm nước lên test của chúng ta thì chúng ta hay dùng cái sơ đồ như thế này đó là cái điện áp 220 này muốn cấp cho máy bơm thì đều sẽ thông qua một cái phao điện Và cái phao điện này nó sẽ được đặt ở trên máy nhà của chúng ta Tức là đặt ở trên tét nước đấy Nếu như mà nước đầy thì cái phao này nó ngắt Nó ngắt không cấp điện cho bơm nữa thì bơm ngắt còn nếu như mà nước cạn thì cái phao này nó đóng và nó cấp điện cho cái bơm Thì với cái sơ đồ như thế này thì các bạn để ý được rằng là Cho dù chúng ta đấu cực nào là dây lửa thì nó đều lên phao này hết Ví dụ như là cái dây ở phía dưới này là dây lửa hay là dây pha nó lại đi thông qua cuộn dây của máy bơm đúng không ạ thì nó lại đi lên cái phao điện ở trên như vậy là trường hợp thứ nhất là phao điện ở trên nó vẫn luôn có cái điện 220 nó xông lên còn nếu trường hợp thứ hai mà cái dây ở phía trên này là dây pha thì dây pha này nó đi thẳng trực tiếp lên trên cái phao điện này luôn như vậy các bạn có thể thấy được rằng là cái phao điện này luôn luôn có điện 220 rất chi là nguy hiểm nếu như nó dò ra với cái sơ đồ đấu điện thông thường thì mình đấu thực tế để mình test luôn cho các bạn xem này thì điện 220 sẽ cấp vào cái hệ thống này và đây chính là cái phao điện mà gia đình hay dùng đúng không ạ thì phao điện này thông thường nó sẽ có hai cái quả nặng cái quả màu cam ấy nó nặng để nó kéo khi mà nước nó cạn thì nó kéo xuống đấy nó kéo xuống để nó đóng phao lại để cấp điện cho máy bơm còn khi mà nước nó đầy thì cái, cái quả nặng nó nổi lên thì cái phao điện này là nó sẽ ngắt điện cho máy bơm thì đây là cái van phao điện mà mọi gia đình hay dùng. Ở đây mình sẽ dùng thêm một cái đồng hồ để mình cắm trực tiếp vào hai cái cực của cái phao điện để các bạn theo dõi xem là hai cực đấy nó có điện áp như thế nào. Còn đây chính là cái ổ cắm mình đấu sẵn ra để cắm chờ máy bơm. Thì mình dùng cái quạt này coi như là một cái máy bơm luôn. Bây giờ mình sẽ cắm cái dây quạt này vào. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy này cắm điện vào này. Đồng hồ lên 220 luôn này. Đấy, đây là máy bơm chưa hoạt động cứ coi như là nước đang đầy, máy bơm chưa hoạt động thì cái điện áp là 220 luôn. Để mình thử cái bút thử điện này xem. Đây này. Đây các bạn nhìn thấy là cái cái bút thử điện nó đỏ đỏ đấy, các bạn không biết có nhìn rõ không nhỉ. Đấy, cái bút thử điện nó 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 đỏ này. Thì điện 220 nó xông thẳng này, đây 220 nó ở ngay cái đồng hồ này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy thì bây giờ nếu như mà uh, nước nó cạn thì cái phao này nó đóng này các bạn thì nhìn để ý này đóng này thì các bạn nhìn thấy chưa máy bơm hoạt động quạt quay nước đầy thì ngắt này ngắt cái là điện nó lên 220 luôn này đóng này Đấy, đóng thì các bạn nhìn thấy là cái điện áp ở hai đầu cực của van phao nó bị tụt xuống bởi vì đơn giản là nó bị chập vào với nhau mà Đấy, ngắt này rồi bây giờ mình sẽ dùng luôn một cái bóng này cái bóng này là bóng 220 của dạng đông các bạn nhá bóng 220 chứ không không phải là bóng 12v hay là điện một chiều đâu bây giờ mình sẽ cắm vào hai cái đầu của cái van phao thì các bạn xem cái bóng này nó có sáng hay không các bạn nhé các bạn nhìn thấy chưa sáng đúng không như vậy là các bạn thấy được rằng là cái điện 220 lúc nào nó cũng ở một trong hai cái đầu của cái van phao này cực kỳ là nguy hiểm luôn thật sự là mình cực kỳ sung sướng khi mà tìm được một cái bộ như thế này các bạn ạ một cái bộ ổ cắm nước an toàn như thế này bởi vì mình cũng đã một lần bị giật rồi sợ lắm rồi các bạn thấy đây là một cái bộ ổ cắm nước an toàn của hãng Himachi và cái bộ này là do Việt Nam sản xuất nhá Nói chung mình thấy hàng Việt Nam bây giờ là cũng khá ok rồi nên là mình rất ủng hộ hàng Việt Nam thì đây các bạn nhìn thấy thông số của nó này à, 220 là nguồn vào này Đấy, nguồn lên phao đây các bạn nhìn thấy nguồn lên phao 5V này đây chính là cái vấn đề đây đây chính là nó sẽ giúp cho chúng ta không bị giật đây nha các bạn nha đây công suất của nó là nhỏ hơn 2000 w thì thông thường các bạn nên dùng cái công suất nó khoảng 1000 w trở xuống thì nó bền hơn các bạn có thể thấy là đóng hộp khá đẹp luôn Và chúng ta sẽ xem xem bên trong nó có những gì Đây, đây chính là sản phẩm chính của chúng ta đây à, Họ cho chúng ta hai con ốc này Một cái tờ hướng dẫn sử dụng Rồi Đây, sản phẩm chính của chúng ta đây nhá Một lớp ni lông khá đẹp luôn Đây, mình bóc ra luôn Tính thẩm mỹ cực kỳ cao luôn các bạn nhé Đây là mặt ngoài này. và bên trong này. Các bạn nhìn thấy không? Đầu tiên là mình đánh giá cao cái tính thẩm mỹ của cái sản phẩm như này Mặt ngoài là bằng kính cường lực các bạn nhé Các bạn yên tâm được rằng là Rất khó vỡ và đồng thời cũng khó xước luôn Rất đẹp luôn, rất thẩm mỹ luôn Thì ở mặt ngoài của nó thì các bạn nhìn thấy nó có hai cái ổ cắm Một cái ổ là dùng để cho auto Có nghĩa là chúng ta sẽ cắm bơm vào đây còn một cái ổ là bên cạnh là cái ổ nguồn trực tiếp Nếu như mà nhà nào mà có những cái thiết bị mà cần cắm thêm Ví dụ như là máy lọc nước thì chúng ta cắm vào đây Với cái thiết kế hai ổ cắm này mình thấy là khá tiện dụng đấy rồi về mặt sau của nó thì các bạn nhìn thấy ở đây là nó cũng ghi đầy đủ các cái thông số của nó này HMC01AT này Và đây chính là các cái cầu đấu của nó này Các bạn nhìn thấy cầu đấu của nó tận 6 cầu đấu Như trông có vẻ phức tạp như này thôi Nhưng mà thực ra đấu cực kỳ đơn giản Bởi vì các bạn nhìn thấy đây Nó ghi rất rõ này Mà bằng tiếng Việt luôn nhá Cái điện 220 thì các bạn sẽ đấu vào đây Và các bạn lưu ý với mình là cái điện 220 phải đấu đúng rồi nhá Các bạn đấu ngược sang các cái cực này là nó cháy hết đấy nhá Đấy đúng vào đây còn hai cái số 1, số 2 sẽ đấu lên phao trên Còn số 3, số 4 sẽ đấu lên phao dưới Thì cái phao trên, phao dưới là như thế nào Đây mình sẽ mở cho các bạn xem về cái hướng dẫn đây Đây đối với cái gia đình nào mà người ta có thêm cái bể ngầm Thì người ta sẽ lắp thêm một cái phao ở dưới Để mục đích là chống cạn Còn thông thường chúng ta chỉ hay dùng cái phao phía trên Là cái phao ở trên tét nước này thôi Như vậy cái phao trên, hai cực của phao trên sẽ đấu vào số 1 và số 2 còn hai cực ở phao dưới sẽ đấu vào số 3 và số 4 đó còn trường hợp nếu mà nhà nào mà không có bể ngầm chúng ta chỉ có mỗi cái phao trên tét nước thôi thì chúng ta chỉ cần đấu hai cái cực của phao trên vào số 1 số 2 còn số 3 và số 4 chúng ta sẽ dùng một cái dây nối chúng ta nối tắt vào với nhau đó thì ở đây nó có hướng dẫn đầy đủ rồi nên là thực ra cái đấu nối này nó không có gì phức tạp cả rồi bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn cái nguyên lý làm việc của cái ổ cắm này các bạn nhé thì đây chính là cái sơ đồ nguyên lý làm việc này các bạn thấy là cái bơm này muốn được cấp điện thì nó sẽ thông qua một cái dơ le. Cái tiếp điểm của dơ le này đóng thì cái bơm nó mới hoạt động được. Và cái bơm này nó sẽ hoạt động trực tiếp bằng điện 220 nhưng mà thông qua dơ le. Và dơ le này nó sẽ chạy điện áp 5V. Và cái điện áp 5V đấy cấp cho dơ le này thông qua một cái bộ nguồn sung. Nguồn sung này nó sẽ chuyển điện áp 220 xuống 5V DC một chiều. Và nó cách ly hoàn toàn với cái điện áp xoay chiều 220 các bạn nhé thì một đường 5V nó sẽ vào một đầu của cái cuộn hút của dơ le một đầu cuộn hút còn lại nó sẽ thông qua một cái van phao điện ở phía trên tét nước và nó về là không v như vậy cái dơ le này muốn hoạt động thì cái van phao điện này nó phải đóng còn nếu mà van phao điện này ngắt thì dơ le này cũng ngắt và nó sẽ ngắt bơm không cho bơm hoạt động thì các bạn để ý được rằng là cái van phao điện này bây giờ cái điện 220 nó không kéo thẳng lên cái van phao điện này nữa mà chỉ có cái điện áp là 5V. Đấy, 5V nó kéo lên cái van phao điện này. Như vậy là hai đầu van phao điện tối đa nó chỉ có điện áp là 5V thôi các bạn nhá, không phải là 220V nữa. Và với điện áp 5V DC một chiều, cách ly hoàn toàn với điện áp xoay chiều thì các bạn yên tâm được rằng các bạn sờ tay vào không bao giờ bị giật. Đây, mình có một cái mô hình để mô phỏng đấu theo cái phương án này có nghĩa là nó sẽ có hai van phao, một van phao ở trên cái tank nước và một van phao ở bể nước ngầm. Thì các bạn lưu ý với mình được rằng là mỗi một cái van phao điện như này nó đều có hai cái cặp tiếp điểm nhé. Nó ký hiệu là A1 A2 này và B1 B2. B1 B2 là tiếp điểm thường đóng này, A1 A2 là tiếp điểm thường hở này. Bởi vì ngay như trên thân của cái ổ cắm này nó cũng đều ghi rất rõ này, các bạn nhìn thấy nó ký hiệu rất rõ này. Đây cái cặp mà tiếp điểm mà nó đấu trên cái van phao ở phía trên ấy thì là tiếp điểm thường hở này van phao ở phía dưới bể ngầm là tiếp điểm thường đóng thì các bạn sẽ đấu đúng vào cái tiếp điểm của nó nhé các bạn nhé ở đây mình sẽ dùng một cái quạt này là mô phỏng cái máy bơm thì cái máy bơm là sẽ cắm trực tiếp vào cái ổ này đúng không ạ thì trên ổ các bạn nhìn thấy có hai ổ này một là ổ menu này là điều khiển bằng tay có nghĩa là cứ cắm điện thì là chạy đây đây mình cắm điện là nó sẽ chạy này Đấy, rút điện là tắt này cắm điện là chạy này đó thì bây giờ mình sẽ cắm vào cái ổ auto là cái ổ tự động thì cái ổ tự động này nó sẽ hoạt động theo cái phao phao trên và phao dưới thì à, trường hợp này là mình có hai phao thì để cái quạt kia hay là cái máy bơm chạy thì cái phao ở dưới, có nghĩa là bể nước nó phải đầy là phao ở dưới nó phải đóng lại. Và cái phao ở phía trên là bể nước phải cạn thì cái phao này nó cũng phải đóng lại. Có nghĩa hai phao phải cùng đóng tiếp điểm với nhau thì lúc đấy là bơm nó mới chạy. Đây mặc định là phao dưới là bể nước đầy này. Thế bây giờ cái bể nước ở phía trên nó phải cạn này là mình kéo xuống này. Thì các bạn nhìn thấy là máy bơm chạy đúng không? Nhả ra này kéo xuống này máy bơm chạy này nhả ra là tắt này thì các bạn để ý cái đồng hồ này cái đồng hồ này là mình cũng dùng mình kẹp trực tiếp vào hai cái cực của cái à, tiếp điểm của cái phao thì các bạn nhìn thấy cái đồng hồ nó không hề lên cái gì bởi vì điện áp ở đây nó quá thấp mình sẽ đo luôn cái điện áp cho các bạn xem nhé các bạn nhìn thấy nhá điện áp nó đang là 4,9V gọi như là 5V đấy, đấy điện áp là 5V ở hai cái đầu cực của nó đây là điện áp DC một chiều nhá chứ không phải AC đâu các bạn nhá điện áp DC một chiều Đấy, với cái điện áp 5V này nhá. Đây, mình sờ tay này. Đấy, các bạn thấy không? Không hề giật là tí nào nhá. Đây, sờ tay này, kéo là kích hoạt bơm này. Các bạn thấy chưa? Quạt quay này, nhả ra này. Đấy, không hề giật gì tí này gì luôn. Các bạn thấy không? Kể cả nhá, đây sờ tay ở dưới này, điện ở dưới này. Không hề giật luôn. Đây, kích hoạt bơm này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nên các bạn hoàn toàn yên tâm rằng, rằng là nó có dò ra thì nó cũng không giật. Đây chính là một cái tính năng cực kỳ an toàn, cực kỳ hữu ích mà các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng một vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà nó giúp ích cho chúng ta, nó bảo vệ tính mạng cho chúng ta và gia đình chúng ta. Nó phải nói là cực kỳ quý giá luôn các bạn ạ. Đây, các bạn có thể thấy đây. Đây là bên trong của cái ổ cắm này các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy này. Cái độ hoàn thiện của nó khá ok đấy. Chất lượng linh kiện thì mình thấy là cũng khá ok. Phíp đồng này, phíp đồng thủy tinh này. Mối hàn cũng khá chắc chắn khá đẹp cái này là cái nhíp để kẹp vào cái ổ cắm này thì các bạn nhìn thấy này. nó cũng khá chắc chắn và cái độ đàn hồi cũng khá tốt này các bạn này thì đây nó là cái bộ nguồn và với cái bộ nguồn này nó sẽ cho ra cái điện áp là 5V và với cái dòng của nó lên 0,5A với cái dơ le như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy cái video này mình test đây một cái dơ le tương tự là 6V nó tương tự như 5V thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy đây khi mà mình cấp điện cho cái cuộn dây của cái dơ le này thì nó ăn dòng chưa đến 0,1A Đấy các bạn nhìn thấy chưa, không chưa đến 0,1A Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng với cái nguồn này thoải mái cung cấp dòng cho cái dơ le này Và cái dơ le này chỉ ăn 1 phần 5 cái dòng mà cái nguồn này cung cấp Với một cái thiết bị nào mà nó ăn dòng quá ít như vậy thì cái độ bền của nó cực kỳ cao trong khi đấy cái dơ le này nó đóng mở cái máy bơm trong thời gian ngắn thôi xong thì nó lại ngắt chứ nó không phải là ngậm điện thường xuyên nên là cái độ bền nó rất cao luôn chính vì thế nên là nhà sản xuất người ta tự tin người ta bảo hành tới tận 3 năm các bạn bảo hành tới 3 năm thì các bạn yên tâm đi là không phải lo lắng một cái gì cả trong khi đấy các bạn cũng chỉ bỏ ra khoảng trên dưới 200 ngàn thực tế là mình mua cái này khoảng trên 200 ngàn một chút nhưng đổi lại nó bảo vệ cho cái tính mạng của mình nó quá giá trị luôn các bạn ạ rồi nếu các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể đặt mua trong link ở phần mô tả video các bạn nhé và các bạn đặt mua thì người ta sẽ chuyển hàng về tới tận nhà cho các bạn các bạn mới thanh toán các bạn nhé ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn trong các video sau